chàng trai kỳ diệu Nick Vujicic từ nỗi tuyệt vọng đến niềm cảm hứng của cả thế giới. Nick Vujicic, người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường, đã truyền niềm tin sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Anh hiện là chủ tịch và CEO tổ chức quốc tế Life Without Limits, giám đốc công ty thái độ sống Attitude is Altitude và là một diễn giả đầy lòng quả cảm. Khi nhắc đến anh, hàng triệu người phải ngã mũ kính phục. Tuổi thơ bị hắc hủi và tình thương yêu của cha mẹ. Nick Vujicic, tên đầy đủ là Nick James Vujicic, sinh ra và lớn lên tại Melbourne của Úc vào ngày 1 tháng 2 năm 1982. Lúc sinh ra, anh không có chân tay như bình thường, mà chỉ có hai bàn chân nhỏ, mỗi bàn chân chỉ có hai ngón. Anh bị hội chứng bẩm sinh, tetraamelia, một loại rối loạn di truyền hiếm gây ra tình trạng không có chân tay. Không ai có thể giải thích tại sao anh lại mắc hội chứng cực kỳ hiếm gặp. Vì thế, cả Nick và bố mẹ suốt nhiều năm vẫn tự hỏi tại sao điều đó lại xảy ra với gia đình họ. Ban đầu, bố mẹ của Nick bị sốc, nhưng họ dần thay đổi để yêu thương hết mực và giúp con vượt qua tuổi thơ khó khăn. Vujicic nói rằng nếu anh được sinh ra ở một nước lạc hậu nào đó, thì có lẽ anh đã bị coi là sự nguyền rủa hay nỗi xấu hổ và bị giết chết ngay từ khi mới ra đời. Từ khi 18 tháng tuổi, Nick đã được bố dạy bơi. Năm Nick 6 tuổi, người bố vốn là lập trình viên máy tính, đã dạy Nick cách gõ phím và làm quen với máy vi tính. Nhờ làm quen với máy vi tính nên anh có thể dùng bàn chân bé tẹo teo, có hai ngón nhỏ xíu, gõ máy tính với tốc độ 45 từ một phút, sử dụng phương pháp gót chân và ngón chân. Sự khuyết tật dường như đã đem lại cho Nick một khả năng khéo léo bậc thầy trong việc giải quyết các hoạt động thường ngày. Từ chuyển động của đôi vai, hai ngón chân của bàn chân trái rất ngắn. Ngay từ bé, anh bắt đầu tập cho mình biết đánh răng, biết uống nước, biết chải tóc, biết trả lời điện thoại. Đặc biệt hơn, khi Nick đến tuổi đi học, bố mẹ anh không gửi con vào trường dành cho những trường hợp khuyết tật, mà lại cho con trai cùng học với những đứa trẻ bình thường. Bởi cả hai đều muốn con mình học cách sống tự lập, ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Nick từng tâm sự rằng đó là một quyết định đúng. Tôi luôn thầm cảm ơn bố mẹ vì đã cho tôi học trong môi trường của những học sinh bình thường. Tuy vậy, sự tự ti cũng luôn tồn tại trong cậu bé Nick. Trong thời gian đi học, Nick chỉ ao ước được sống bình thường như những người khác, nhưng anh luôn có cảm giác bị gạt ra ngoài rìa, trở thành kẻ kỳ cục và bị bắt nạt vì ngoại hình quá khác thường. Nhiều lần, lòng tự trọng vô giá mà cha mẹ Nick mất nhiều công sức để xây dựng cho anh chợt sụp đổ trong chốc lát vì sự châm chọc của những người bạn tàn nhẫn cùng lớp. Họ đã gọi anh với những cái tên như quái vật hoặc người ngoài hành tinh. Chính sự tàn nhẫn, độc ác đó cùng với sự chán nản của Nick đã dẫn tới vụ tự tử đầu tiên của anh. Nick tự tử bất thành năm 10 tuổi trong bồn tắm, nhưng tình yêu của bố mẹ đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này, Nick viết. Hoàn cảnh nghiệt ngã tưởng chừng đã có lúc nhấn chìm tôi. Hơn ai hết, tôi từng muốn tự tử và đã từng rất nhiều lần bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, tôi đã can đảm đứng dậy sau hàng ngàn lần ngã. Khi lớn hơn một chút, anh đã tìm kiếm sự độc lập như bất cứ người trẻ tuổi nào. Mặc dù đó là một việc đầy gian nan đối với họ, nhưng cha và mẹ của tôi đã thực hiện tốt nhiệm vụ khi chuẩn bị cho tôi những gì cần thiết để thích nghi với cuộc sống phía trước. Anh chia sẻ một cách thành thật. Vươn tay giúp đỡ. Nick từng nói thường thì chúng ta cứ tự nhủ rằng mình không đủ thông minh hoặc không đủ hấp dẫn hoặc không đủ tài năng để theo đuổi những ước mơ. Chúng ta tin những gì người khác nói về chúng ta hoặc tự đặt ra những giới hạn cho bản thân mình. Tồi tệ hơn khi bạn tự coi mình là một người vô giá trị, nghĩa là bạn đang đặt ra giới hạn cho những điều kỳ diệu. Tôi không có tay để chạm vào người khác, nhưng trái tim tôi có thể chạm vào làm rung động trái tim người tôi yêu. Câu nói đó cũng chính là lựa chọn để khởi đầu một cuộc sống tràn đầy niềm tin của Nick, dù anh đã từng tuyệt vọng và đớn đau đến tận cùng. Nick Vujicic từng rất chăm chỉ cầu nguyện Chúa sẽ ban cho anh đôi chân và đôi tay. Anh nói với Chúa rằng nếu lời cầu nguyện của anh không được hồi đáp, anh sẽ không bao giờ cầu nguyện nữa. Tuy nhiên, quan điểm của anh sau đó đã thay đổi hoàn toàn. Đó là thời điểm mẹ anh đưa cho anh đọc bài báo viết về một người đàn ông bị khuyết tật giống anh đã vượt khó như thế nào. Vujicic nhận ra rằng anh không phải là người duy nhất thiệt thòi như vậy, nên bắt đầu tự làm mọi thứ. Và rồi anh nhận ra những điều mình đã làm có thể sẽ truyền cảm hứng cho những người khác nữa. Khi học cấp 2, Nick Vujicic đã tích cực vận động, kêu gọi quyên góp cho một tổ chức từ thiện địa phương và các phong trào vì người khuyết tật. Lên 17 tuổi, anh bắt đầu được mời diễn thuyết và tự mình lập ra tổ chức phi chính phủ Life Without Limits. Từ đó trở về sau thì anh bắt đầu cống hiến nhiều và nhiều hơn nữa thời gian của mình
để diễn thuyết trước đám đông. Thông điệp của anh luôn là hy vọng. Một thông điệp nói với mọi người rằng họ có thể làm được, không chỉ tồn tại mà còn có thể vươn lên. Nỗ lực không ngừng nghỉ. Nick Vujicic tốt nghiệp Đại học Griffith năm 21 tuổi với hai chuyên ngành kế toán và lập kế hoạch tài chính. Nhưng cuộc đời đã đưa anh trở thành một người diễn thuyết truyền cảm đi khắp nơi trên thế giới để truyền cảm hứng về những vấn đề của giới trẻ. Năm 1990, Nick vinh dự nhận giải thưởng công dân trẻ nước Úc cho những nỗ lực của mình. Cuốn sách đầu tiên của anh là Life Without Limbs, Inspiration for a Ridiculously Good Life được xuất bản vào năm 2010. Ngoài ra, anh còn có những cuốn sách khác được biết đến rộng rãi như Life Without Limits, Unstoppable, Limitless, Stand Strong and Love Without Limits. Sách của anh đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng và được bán hơn 1 triệu bản trên toàn thế giới. Tôi đã từng tự hỏi tại sao số phận lại quá khắc nghiệt với tôi đến như vậy. Hơn ai hết, tôi đã từng rất tuyệt vọng, từng muốn tự tử, trốn chạy khỏi cuộc đời và rất nhiều lần định bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, tôi đã can đảm đứng dậy sau hàng nghìn lần ngã. Dù bạn có vấp ngã hàng trăm lần, đừng tuyệt vọng, đừng bỏ cuộc, hãy đứng dậy. Những bộc bạch rất chân tình của Nick trong cuốn sách đã chạm vào trái tim của độc giả khắp nơi trên thế giới. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Nguồn cảm hứng của nhân loại. Kể từ buổi phát biểu truyền cảm hứng đầu tiên của Nick khi anh còn là một thiếu niên, cho đến nay với hơn 1.600 bài nói chuyện, anh đã đặt chân đến hơn 57 quốc gia, chia sẻ câu chuyện của mình cho hơn 400 triệu khán giả. Cái tên Nick Vujicic đến nay trở thành một biểu tượng mãnh liệt của tinh thần vượt lên số phận và truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất hành tinh. Ngoài công việc viết sách và diễn thuyết, Nick còn là diễn viên chính cho bộ phim ngắn The Butterfly Circus, đoạt giải cao nhất của The Post Film Project năm 2009 và giải phim ngắn hay nhất tại liên hoan phim Method Fest. Khi đó, Nick cũng được trao giải diễn viên xuất sắc nhất. The Butterfly Circus cũng giành giải phim ngắn hay nhất tại liên hoan phim Feel Good Hollywood năm 2010. Hạnh phúc mỉm cười. Một trong những món quà lớn mà cuộc đời dành cho sự dũng cảm và nghị lực phi thường của Nick Vujicic là cuộc hôn nhân với cô gái người La xinh đẹp là Kanna Miyahara. Mối tình đẹp với người vợ cực kỳ quyến rũ nhưng kín đáo được Nick kể lại trong cuốn sách Unstoppable, đừng bao giờ từ bỏ khát vọng. Kanna và chị gái Yoshi đến nghe buổi nói chuyện của Nick tại ngoại ô thành phố Dallas, bang Texas của Mỹ cùng với vợ chồng người bạn của Nick tên là Tammy. Mang dòng máu lai của mẹ là người Mexico và bố là người Nhật, cả hai chị em Kanna và Yoshi đều rất đẹp. Nhưng Nick kể rằng anh chỉ chú ý đến Kanna nên không thể rời mắt khỏi người đẹp trong suốt buổi hôm đó. Nick thậm chí còn không thể tập trung vào bài diễn thuyết của mình. Sau buổi nói chuyện, Kanna và Yoshi đến chào Nick rất nhanh để nhường chỗ cho người khác muốn tiếp xúc với vị diễn giả đặc biệt. Nhưng Nick đã níu chân họ lại để làm quen. Nick kể rằng anh thực sự muốn liên lạc với Kanna để có cơ hội tìm hiểu người đẹp nhiều hơn. Tôi muốn đưa em địa chỉ email của tôi để biết chắc rằng em có nó, đó là điều Nick nói, cho dù lúc đó anh có một phần nài nỉ cầu xin. Nhưng bố tôi dạy rằng người đàn ông thực sự không cầu xin, tôi cố gắng làm theo lời bố, cho dù lúc đó tôi đã quá si mê cô gái ấy, Nick tâm sự. Vâng, được ạ, chúng ta hãy liên lạc, Kanna nói và chào ra về. Nick từ đó hy vọng sẽ nhận được email từ Kanna, nhưng Kanna đã có bạn trai và không hề email cho anh. Cho đến khi họ gặp lại 3 tháng sau đó, hóa ra Kanna hiểu nhầm là Nick thích chị gái cô. Mọi nhầm lẫn được xóa bỏ trong một cuộc nói chuyện ở lần gặp lại này. Kanna nói trong một bài phỏng vấn rằng, đối với tôi, việc yêu Nick không có gì lạ. Tôi yêu con người anh ấy như vậy. Trước đó tôi từng hẹn hò với một số anh chàng, nhưng thấy mệt mỏi. Tôi gặp Nick khi đang tìm kiếm một vài thứ khác, và tôi tìm thấy tất cả những điều đó ở anh ấy. Kanna cho biết trong thời gian yêu nhau, họ gặp phải khá nhiều phản ứng thú vị. Nick cầu hôn Kanna trên chiếc thuyền buồm ở Santa Barbara vào năm 2011. Anh dùng miệng để đeo nhẫn vào tay bạn gái. Đám cưới đẹp như truyện cổ tích của họ diễn ra vào tháng 2 năm 2012. Họ đi nghỉ tuần trăng mật ở Hawaii, rồi chào đón cậu con trai đầu lòng kháo khỉnh là Kiyoshi, nặng gần 4kg vào một năm sau đó. Nick đã đi một chặng đường dài, anh ấy đã được ôm bởi các vị tổng thống, các vị vua và hàng triệu người khác đang phải chịu đựng những trở ngại riêng về thể chất và tinh thần. Không có chân, anh đã bước đi trên con đường đầy yêu thương và nghị lực mà Chúa đã sắp đặt cho anh. Và cho dù không có tay, anh vẫn có thể và ôm cả thế giới với tình yêu thương vô điều kiện. Điều thật sự tuyệt vời chính là anh không đổ lỗi cho bất kỳ ai vì những điều mà anh không có được, đặc biệt là Chúa.
Anh biết Chúa yêu anh bởi chỉ vì anh được là chính mình và anh đã được tạo ra trong sự hoàn hảo. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.